Ngày mai là mình sẽ đánh cho ngày là 31, ngày ngày cuối tháng ha, mấy anh chị cẩn thận. Trong cái trading này rất là weird, là mỗi lần mà ngày cuối tháng á là rất là ít volume, tại vì người ta muốn đem qua tháng sau người ta mới đánh lại. Cho nên thứ nhất là cái ngày cuối tháng mấy anh chị cẩn thận là nó rất ít volume, và cái tuần này là cái tuần long weekend. Long weekend có nghĩa là thứ hai tuần sau là lễ, mà hình như em nhớ chính xác là lễ gì, có nghĩa là cuối tuần người ta sẽ sell up à, rất là dễ. Thứ sáu tuần này nó đã sell up. Thứ hai là nó đang có một cái news của bên Afghanistan, cho nên mấy anh chị cẩn thận. Nếu là em tuần này em đánh cực kỳ nhỏ, làm gì làm. Cái đặc biệt nữa ha, cái tuần này á, ngày 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 2, ngày 3 của tháng 9 năm ngoái là một cái ngày crash cực kỳ mạnh. Cho nên anh chị làm gì làm cẩn thận, không có đánh big position trong cái tuần này. Rồi, thì con đầu tiên mà mình sẽ lưu ý là con BA. Rồi, thì cái này nhìn vô, đầu tiên mình làm gì? Tìm gap trước. Ngay đây có một cái gap ha, mấy anh chị vẽ cái gap này ra liền. Làm gì làm? Tại vì gap này rất là bự và nó đóng vai trò gì? Support rất là tốt cho mình, và nếu như nó rớt vô lại cái vùng này thì sao? Nó sẽ drop xuống đây. À, đầu tiên nếu mà rớt vô gap rất có khả năng cao rớt về đây. Rồi. Thứ hai, một cái leg candle rất là bự. Khi mà mình thấy leg candle này mình làm gì? Lập tức vẽ ra ở dưới cái leg candle một đường, ở trên leg candle một đường, và cái đuôi của nó một đường. Thấy ha? Cũng không không nhất thiết phải vẽ cái đuôi đâu, tại vì cái đuôi mình có thể lấy dưới này. Rồi. Ngay đây thêm một cái cặp leg candle, thêm một cái leg nữa nè, đúng không? Thêm một cái leg candle. Lập tức mình vẽ ra gì? Mình lấy ha, mình lấy những cây nến kế bên, mình vẽ ra thêm một cái box ngay đây. Anh chị vẽ ra trong cái box ngay đây. Rồi, sau khi mấy anh chị vẽ ra được cái box này là mấy anh chị bắt đầu có được cái idea ngày mai mình trade rồi nè. Ngày mai mình sẽ có hai cái key level quan trọng. Một là ở trong cái box. Đúng không? Ở dưới của cái box. Rồi. Ở trên là mình lấy nguyên cái vùng này luôn, tại vì nó có những cái đuôi với cái nến này, mình sẽ lấy ra thành một cái vùng. À, cái vùng này anh chị có thể đổi thành cái màu màu khác cho nó dễ nhìn. Để màu xanh. Rồi, thì ngày mai mình sẽ call con BA này over 219.08, cái số bên đây nè anh chị. À, nếu như mà nó chạy breakout thì anh chị có thể call 219.08. Target đầu tiên là 219.89. Rồi, target thứ hai là 227.74, và nếu thật sự nó mạnh nó sẽ chạy luôn phiêu luôn cái leg candle này. À, đụng tới đường nào đánh đường đó nha. Rồi, những cái key level above. Rồi, còn trường hợp ngược lại, nếu như nó break down ra khỏi cái bay cái leg candle nhỏ này, nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ đi về đây. Và cái vùng này nó nằm ở cái giá là 215.79. À, 215.79. Rồi, 215.79, và nếu mà nó thật sự nó lọt vô được 25.79 thì nó sẽ khả năng rất là cao, nó sẽ fill cái gap xuống vùng 22.64. Rồi, còn nếu mà nó nằm trong đây mấy anh chị đừng trade nha. Nếu mà nó nằm trong cái box này mấy anh chị đừng trade. Not good. À, nằm trong box này đừng có trade. Anh chị để ý nè, ngay đây nó có thêm một cái vùng bay leg candle nữa nè. Đó, cho nên cái vùng này ngày mai rất là quan trọng nè. Mấy anh chị lưu ý vùng này ha, là từ 25.79 cho tới 27.56 là vùng quan trọng của BA ngày mai. Rồi, còn đầu tiên để em bỏ qua bên cây táp cái nha. Rồi, để em xíu để em bỏ bên cây táp. Con tiếp theo là con mRNA. Nếu mà anh chị nào muốn vẽ trước mRNA á, thì cứ vẽ đi. Rồi à, mình quay qua mình check. Hey, bây giờ viết bếp đưa hình lên, bây giờ phải hiểu là nó đi sao. Không biết luôn anh ra. Ok, con tiếp theo mà này ha. Sorry, bếp đang record, có gì bút chút bếp trả lời. Rồi, em mà này. Đầu tiên mình làm gì? Gap, 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 gap. Hai cái gap này nó rất gần nhau nè, mấy anh chị coi nè. Hai gap này rất gần nhau nè. Đúng không? Một cái gap ngay đây. Cái gap này nó đóng vai trò là nó chặn con này lại ở cái đỉnh gần nhất. Và nó là cái support của nguyên bộ vàng này, support rồi đó. Gap này rất là đẹp nè. Rồi. Tiếp theo nó có một cái gap ngay đây nữa nè, một cái gap ngay đây nữa.
mình cũng vẽ cái gap này ra luôn để mình coi coi nó có khả năng gì không. Rồi, ok. Gap này nếu như nó nằm ở trên thì nó sẽ đóng vai trò là nếu như con stock này mà nó bao lên đúng không, thì cái gap này sẽ là cái đầu tiên chặn nó. Rồi, bên đây mình chỉ thấy support, support. Nhưng mà cái này là cái gì? Support zone chứ không phải là support bình thường đúng không? Mình vẽ cái thân nến, cái đuôi nến vẽ vô. Đó, là mình thành một cái vùng. Mấy anh chị thấy đâu? Chưa breakdown nè, chưa breakdown, chưa breakdown. Và đây là cái cây hammer xuất hiện tại cái vùng support zone. Mấy ngày mai mình sẽ đánh con này. À, để coi candle coi. Rồi. Ngày mai mình, nếu mà cái chỗ này mấy anh chị kỹ nè, đúng không? Nếu mà mấy chỗ mình mới kỹ, mấy anh chị có thể để vô một cái support ngay đây và để một cái support ngay đây. À, cho đánh an toàn. Rồi, thì ngày mai nếu như mà nó hô được cái vùng màu xanh em để nè. Đó, vùng màu xanh này thì em để giá luôn cho mọi người dễ nhìn là 36889 và 37108. Và nó có khả năng nó hô được thì nó sẽ chạy lên được lên cái vùng này. Rồi, và tiếp tục ngay đây nhớ nha mọi người, nhớ nha, cái vùng này là một cái gap. Mỗi lần mà gap á là mọi người thấy em sẽ dễ mũi tên thẳng. À, tại vì nó rất là dễ fill. Mấy cái mà cho dù gap fill xong rồi á, nhưng mà lực mua lực bán nó còn á, nó rất là dễ fill. Cho nên mọi người nhớ để ý em dễ mấy cái mũi tên này nè, là em ví dụ chỗ đó là gap. Rồi, trường hợp ngược lại, ngay đây mọi người thấy bên tay trái đúng không? Nó có một cái cặp hai cái cây leg candle liên tục. Hai cái leg candle liên tục. Và nó đã từng nó tạo ra một cái support ngay đây. Thì bây giờ mình phải lưu ý, nếu như ngày mai nó rớt ra khỏi cái box này, cái box màu xanh nè, thì nó rớt về đâu? Rớt về cái box dưới đây. Và con này nó sẽ thật sự nó rớt rất là nặng nếu như nó lủng được 362, 361 ha. Nó sẽ lủng rất là nặng nếu như mà nó rớt xuống 361. Rồi, đây ha, những cái key level mà mấy chị cần lưu ý. Đây nè, em đánh số ha, mấy chị nhớ để ý cái số bên này nè, nếu mình chị muốn vẽ theo. Rồi, rồi. À, rất là nhiều cái key level mình vẽ ra rồi. Rồi, thì đây là mRNA. 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 Rồi, tiếp theo là SQ. Đầu tiên SQ khung lớn, mà anh chị mở khung daily lên thì anh chị sẽ thấy có một cái rất là đặc biệt là ngay chỗ này nó có một cái name. Nó có một cái name đây nè. Đó, và bây giờ nó break nè. Nhưng mà cái break này là break không đẹp. Tại vì sao? Mình có một cái nốt mình nói rồi là mình hạn chế mình đánh những cái cây breakout, breakdown. Mình không có tin tưởng cái cây đô trì, đúng không? Mình không tin tưởng đô trì. Cho nên nếu mà ngày mai mấy anh chị nhìn ngay đây, cái cây đô trì này nó breakout exactly ngay cái double top, đúng không? Ngay double top key level là 27416. Bây giờ mình qua cái khung 30 phút, 24, 16, mấy anh chị có thể hạ nó xuống tí xíu đây ha, có thể hạ nó xuống tí xíu cho nó bằng những cái đường. Rồi, rồi SQ ngay đây mình thấy vị, thấy gì? Đáy sau cao hơn đáy trước, vẽ rồi đó. Là bây giờ mấy anh chị thấy có bắt đầu có idea trade nè, ngay còn ngay chỗ này gì nữa, cái này là cái râu ha, cái thân nằm đây, mình vẽ luôn một cái vùng. Rồi, bắt đầu mình vẽ. Đầu tiên là mấy anh chị thấy nó đang chạy trong một cái trendline tăng, đúng không? Nó đang chạy trong một cái trendline tăng. Và ngay chỗ này nếu mà mấy anh chị nhìn kỹ nè, rất có thể ngày mai nó sẽ form gì? Rất có thể là nó sẽ bị reject ngay đây. Nó sẽ bị reject ngay cái chỗ 27185. À, rất có thể reject 27185 và nó làm thành một cái cup handle. Và cái cup handle này mình sẽ expect nó rớt về cái vùng trendline này và nó đi lên. À, vậy ngày mai mình sẽ có hai trường hợp để mình đánh. Để em đo sẵn cái key level cho mọi người. Đây. À, chính xác ngay rớt vô đây luôn rồi mấy anh chị thấy không? Mình đo từ vùng này ở đây nè, rớt vô đây. Đây. Thì ngày mai em sẽ đánh con này nếu như mấy anh chị em vẽ mũi tên ngay đây, có nghĩa là mấy anh chị để ý cái trendline. Vẽ trendline ra nha, nhớ vẽ trendline giống em, để ý trendline, nếu như mà nó hold được vùng trendline này, mình sẽ đánh một cây call và cái target của mình là breakout 27179 và 27378. Là cái resistance bữa giờ nó bị reject, reject rất là nhiều luôn rồi ha, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần reject rồi, năm lần reject,
Này, cho nên lưu ý này ha. Rồi, trường hợp tiếp theo là nếu như mà nó không hô được cái cúp handle này thì nó rớt về đâu? Ngay đây, một cặp rally base drop lập tức vẽ ra một cái base. À, lập tức ngay chỗ này anh chị vẽ giùm em một cái base. Rồi, lập tức vẽ ra ngay đây là một cái base. Rồi, nếu mà nó break down nó rớt về đâu? Rớt về cái base này đầu tiên. Và nếu như cái base này hold không được, rớt về trendline. À, rớt về trendline. Rồi, bây giờ coi lại những cái gì mình đã vẽ ở cái khung daily. Đó, là ngày mai cái trade range của nó sẽ rất là có thể chạy ở vùng 269 tới 273. Rồi, đây ha. Rồi, vậy là mình xong SQ. SQ ngày mai. Chị nhớ nha, đánh nhỏ thôi nha. Cái tuần này nó rất là risky để trade á, cho nên em không recommend mọi người trade cái tuần này heavy. Rồi. Con tiếp theo là AMD. AMD mọi người thấy một cái gap và nó đang có một cái downtrend. Vậy bây giờ mình thứ nhất là mình phải cập nhật cái gap này ra. Em thật sự cũng cái gap này cũng không cần vẽ đâu, nhưng mà cái dùng này nó dùng lưu ý nè. Tại vì em không muốn vẽ cái gap này là tại vì em sẽ vẽ một cái bay leg candle bên đây. Anh chị coi ha, đây là một cái leg, nguyên cái rừng này của nó là bay. Rồi. Đó. Bây giờ mình làm cái gì? Mình bọc mấy cái bay lại lấy 3 cây, 1 2 3. 3 cây. Đó, bây giờ mấy anh chị thấy không? Nó đã từng bao cái base này một lần là nó chạy lên đây. Đúng không? Và nó tiếp tục nó bao cái base này một lần nữa, nhưng mà bây giờ nó lại làm một cái xu hướng là downtrend. Đó, nó làm xu hướng downtrend. Rồi, nếu là em dễ như vậy. Dễ hơn. Rồi, dễ như vậy đẹp hơn nè. Rồi, thì bây giờ nó sẽ chạy như thế nào? Nếu như mà ngày mai cái xu hướng downtrend này nó hold được, tại vì theo em thấy là nó đang double bottom nè. Double bottom ở cái bay leg nè. Break out thì sao? Mình đánh call lên. À, mình đánh call lên. Break out mình đánh call. Còn nếu như nó break down anh chị đừng vội put nha. Không put khi mà nó break down ngay chỗ này, mình sẽ put ở đâu? Mình put khi nó break down ngay chỗ này nè. Đó, break down ngay đây nè chứ không có put ở trên. Rồi, nè, tất cả key level em vẽ ra hết rồi ha. Anh chị chỉ put khi mà nó rớt xuống khỏi 110.57 nha, không có put trong cái base leg này nha. Nó bao á, bất kỳ lúc nào nó cũng thể bao rất là mạnh á. Rồi. Con này thì rất là dễ đánh ngày mai ha, nó có một cái trend line cẩn thận. Đây, nếu là em thì có rất nếu em vẽ như vậy cũng được, có nghĩa là nó đang là một cái falling wedge. Ha, hai hướng. Rồi. AMD. Đây, tiếp theo là Netflix. Netflix thì bữa nay nó chạy bull run quá nhiều. Nhưng mà mấy anh chị nếu mà mấy anh chị để ý đây là một cái cup handle nè. Một cup. Mà dễ quá đây. Ngay đây, mấy anh chị đo nè. Đây nè, một cái cúp ngay đây nè, đó, nó chạy đúng ngay đây. Rất có thể ngày mai cái vùng mà đây nè, cái vùng này nè, tạo thêm một cái cúp nữa, em nghĩ là sẽ có một cái cúp nữa ngay đây. À, mà mình chưa biết, mình khúc này là mình đoán thôi, nhưng mà mình vẽ hết những key level ra. Thì nếu là em ngày mai sẽ có hai hướng đánh cho cái cúp cái này ha, chưa xác định là cúp nhưng mà nó rất là rõ những cái vùng key level. Ngay dưới này mình có thể vẽ như vậy cũng được. Đây, vẽ như vậy dễ hơn ha. Rồi, còn trên đây cũng nên vẽ như vậy. Đây, rồi, đây ha, là hai vùng. Đó, bây giờ mình đã biết được là nó sẽ chạy trong cái range nào nè. Thứ nhất là 556-16 ở trên của cái bot. Là 556-62, ở dưới là 563-94, 563-43. Rồi, nếu mà con này nó rớt, cái vùng mà nó có thể hold được là nó chạy về đâu? Break out thì không có gì để nói ha. Break out thì anh chị đánh call. Và mấy anh chị mở private point lên để mình biết được những cái key level ở đây. Ngược lại, nếu mà bị reject, reject mình sẽ look nếu mà nó hold được cái vùng 564-94 và mình đánh call lên.
Còn ngược lại không push nha anh chị, nếu mà anh chị muốn push từ đây thì được nè, mà không push dùng này nha, em để cái mũi tên màu đỏ. Ồ, và để mũi tên màu đỏ mà công mai tự tưởng push nữa. À, vậy là em nói mấy anh chị hiểu nha, vùng này là không bút, mình chỉ bút ở đâu? Bút ở đây. Nha, tuyệt đối không bút từ, nếu mà mid từ đây nè thì bút, còn nếu mà từ ngay đây sẽ không bút nha, nhớ nha. Rồi. Này, nhớ mở file point lên. À, rồi, tiếp theo em sẽ chụp con này lại, con này là con Netflix. Netflix. NFLX. Rồi, Netflix. Ok, để em tắt cái record cái. One second.